Xin chào các quý vị khán giả của Ai Việt Nam. Trong những ngày gần đây, cái tên Nanocovax bất ngờ được réo gọi với một tần suất dày đặc. Bên cạnh những tin tức đáng mừng là niềm hy vọng của người dân Việt Nam, thì cũng có không ít nguồn tin bày tỏ sự nghi ngờ và quan ngại về những số liệu mà công ty NanoGen đã công bố liên quan đến vaccine ngừa COVID-19 có tên gọi là Nanocovax mà công ty này đang phát triển. Thậm chí tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ, một người Việt Nam đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Ung thư City of Hope, California, Mỹ, cũng phải thừa nhận rằng việc đánh giá vaccine Nanocovax lúc này khó như lên trời bởi đội ngũ phát triển không hề chia sẻ các số liệu khoa học. Trước tình hình tranh luận căng thẳng giữa bên ủng hộ và phản đối vaccine Made in Việt Nam thì mới đây, đơn vị nghiên cứu vaccine Nanocovax là công ty NanoGen đã có động thái đáp trả khiến phe đối địch ngã ngửa khi cho đăng tải số liệu nghiên cứu vaccine Nanocovax trên hai tạp chí khoa học quốc tế nổi tiếng, gồm trang BioSafe vào ngày 20 tháng 7 cho các kết quả tiền lâm sàng và trang MedSafe vào ngày 22 tháng 7 cho các kết quả lâm sàng pha 1, 2. Và chính những kết quả nghiên cứu được đăng tải một cách minh bạch này đã làm dư luận quốc tế đã ngỡ ngàng và thậm chí là xấu hổ khi mà trước đó từng nghĩ xấu vaccine Nanocovax. Vậy cuối cùng vaccine Made in Việt Nam đã làm được điều gì mà cả thế giới lại cảm thấy kinh ngạc, tột độ đến như vậy? Để trả lời cho câu hỏi này, xin mời các quý vị khán giả hãy cùng với Ai Việt Nam theo dõi hết video ngày hôm nay nhé! Các bạn thân mến, kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, đến nay, vaccine đã chứng minh được nó là một thứ vũ khí an toàn và hiệu quả nhất để giúp nhân loại chống lại căn bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng đáng sợ này. Vậy nên chiến lược sử dụng vaccine để đối phó với siêu virus SARS-CoV-2 đang được cả thế giới quan tâm và chú ý. Chỉ một bước tiến nhỏ trong cuộc chạy đua tìm kiếm vaccine ngừa COVID-19 cũng có thể trở thành đề tài bàn luận của giới truyền thông trong và ngoài nước. Tuy nhiên, song hành với mức độ quan tâm của các quốc gia đối với vaccine thì vô hình chung đẩy thứ vũ khí quý giá này vào tình trạng khan hiếm và cạn kiệt. Sự mất bình đẳng trong việc phân phối vaccine từ lâu đã trở thành một vấn nạn đáng được lên án, nhưng vẫn chưa có một tổ chức quốc tế nào có thể đứng ra giải quyết triệt để vấn đề này. Do đó, việc tự chủ được nguồn vaccine trong nước là một điều cần và nên làm nhất vì nó sẽ giúp chính phủ các nước giảm bớt gánh nặng kinh tế, không còn phải phụ thuộc vào nguồn cung ứng từ nước ngoài. Hiểu được điều này, ngay từ sớm, Bộ Y tế Việt Nam đã phát động phong trào nghiên cứu vaccine ngừa COVID-19 nội địa để phục vụ cho dân ta. Và trong những ứng cử viên sáng giá nhất thì chắc hẳn chúng ta không thể nào không đề cập đến người anh cả của cuộc chạy đua tìm kiếm vaccine ngừa COVID-19 tại Việt Nam với cái tên Nanocovax. Nếu các bạn chưa biết thì đây là loại vaccine được Tổ chức Y tế Thế giới WHO đánh giá rất cao và được kỳ vọng trở thành thứ cứu cánh cho quốc gia kém phát triển hơn đang lao đao tìm kiếm nguồn cung vaccine ngừa COVID-19. Và không chỉ nói suông, vaccine Việt Nam đã dùng chính thức lực của mình để thuyết phục các nhà đầu tư nước ngoài khó tính nhất. Cụ thể, trong cuối tháng 8 năm 2021 vừa qua, vaccine Nanocovax đã liên tiếp công bố các triển vọng vươn đôi cánh ra thị trường nước ngoài. Đầu tiên là bản thỏa thuận bảo mật thông tin với công ty dược Victoria Healthcare LLP của Ấn Độ. Tiếp đến là biên bản ghi nhớ với công ty HLB của Hàn Quốc. Không chỉ có vậy, vào chiều ngày 23 tháng 9, tại trụ sở Viện Khoa học Công nghệ Y tế Liên hợp của Ấn Độ, TSSTI, thành phố Faridabad thuộc bang Haryana, miền Bắc Ấn Độ, đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ MOU về hợp tác nghiên cứu đánh giá chất lượng của vaccine Nanocovax do công ty NanoGen Việt Nam nghiên cứu và phát triển. Theo những hình ảnh được phóng viên ghi lại, buổi lễ ký kết do Giám đốc Viện TSSTI Ấn Độ, tiến sĩ Pramod Kumar Garg và ông Lương Ngọc Hà, Phó Tổng Giám đốc NanoGen đồng chủ trì. Ngoài ra, tham dự buổi lễ còn có Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Ấn Độ Renu Swarup, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu và các thành viên trong nhóm đặc trách về ngoại giao vaccine và thuốc của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ. Qua đó, hai bên sẽ thỏa thuận để cùng đánh giá tính sinh miễn dịch của vaccine Nanocovax một cách khách quan và chính xác nhất. Theo đó, công ty NanoGen sẽ gửi mẫu tế bào đơn nhân máu ngoại vi PBMC của những người tham gia thử nghiệm Nanocovax trong giai đoạn 3 tới THSTI để tiến hành các xét nghiệm đánh giá tính sinh miễn dịch. Sau 30 ngày kể từ ngày nhận các mẫu cuối cùng, THSTI sẽ hoàn thành các xét nghiệm và gửi lại kết quả cho công ty NanoGen. Và có thể bạn chưa biết thì viện THSTI là đơn vị thuộc Cục Công nghệ Sinh học, Bộ Khoa học Công nghệ Ấn Độ. Đây là viện nghiên cứu lớn có uy tín của Ấn Độ trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và đánh giá thử nghiệm lâm sàng vaccine. Không chỉ có vậy, viện TSSTI còn từng tham gia nhiều dự án phát triển và đánh giá thử nghiệm vaccine của Ấn Độ, trong đó có các vaccine ngừa COVID-19 nổi tiếng như Covaxin, Z-COVID-D,
Covavax, Sputnik V. Đặc biệt trong năm 2020, TSSDI đã được Liên minh Đổi mới Sáng tạo và Sẵn sàng ứng phó dịch bệnh CEPI lựa chọn bổ sung vào mạng lưới các viện nghiên cứu để đánh giá chất lượng vaccine ngừa COVID-19 trên toàn thế giới. Mạng lưới này hiện nay có 10 viện nghiên cứu tại Mỹ, Canada, Anh, Hà Lan, Italy, Ấn Độ, Bangladesh và Mexico. Do đó, những đánh giá khách quan của TSSTI có ý nghĩa quan trọng đặc biệt đối với công ty NanoGen trong quá trình nghiên cứu và phát triển vaccine Nanocovax, đồng thời cũng giúp khẳng định chất lượng thực sự của loại vaccine này. Và đây chính là cơ sở để công ty NanoGen thúc đẩy việc sản xuất hàng loạt các lô vaccine Nanocovax nội địa để tiếp cận thị trường quốc tế rộng lớn cũng như sản xuất, cung ứng và phục vụ cho nhu cầu của chính phủ Việt Nam trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Trước đó vào tháng 7 năm 2021, sau khi những thông tin nghiên cứu vaccine Nanocovax được đăng tải trên các tạp chí khoa học nổi tiếng của nước ngoài, thì tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ, người từng chê trách vaccine Nanocovax thiếu tính minh bạch, cũng đưa ra những đánh giá tích cực như sau. Về ưu điểm, các protein được tạo ra có độ tinh sạch cao, thực hiện trên nhiều loại mô hình động vật, chuột, hamster, thỏ và khỉ. Các thí nghiệm chứng minh độ an toàn cho thấy sản phẩm vaccine này có thể thỏa mãn được tiêu chí an toàn, thực hiện được thử nghiệm trung hòa virus với kháng thể trong huyết tương bằng cách sử dụng virus thật. Đây là điều không phải phòng thí nghiệm nào cũng làm được. Đặc biệt, khi đặt lên bàn cân so sánh hiệu quả và tác dụng của vaccine Nanocovax Việt Nam với các loại vaccine nổi tiếng toàn cầu hiện nay như AstraZeneca hay Pfizer, thì các chuyên gia đã đưa ra những kết luận khiến cư dân mạng ngỡ ngàng. Cụ thể trong giai đoạn 2, vaccine Nanocovax đã tiêm thử nghiệm cho 554 tình nguyện viên, trong đó có 109 người trên 60 tuổi. Đây là lứa tuổi dễ tổn thương, nhạy cảm với bệnh và nếu mắc bệnh sẽ diễn tiến nặng hơn nhóm trẻ. Người nặng cân nhất tham gia là 98kg, BMI 31. Kết quả cho thấy, ở ngày thứ 35, liều 75 microgram sinh miễn dịch cao nhất, 53, liều 25 microgram và 50 microgram tương đương nhau, lần lượt là 29 và 36. Tuy nhiên đến ngày thứ 42, liều 25 microgram lại sinh miễn dịch tốt nhất, 105, liều 50 microgram, 79 và 75 microgram, 92. Đặc biệt, khi xét về độ an toàn của vaccine Nanocovax trong giai đoạn 2, người ta còn nhận ra rằng phản ứng phụ nhiều nhất mà loại vaccine này mang lại là đau nhẹ tại chỗ tiêm, mức độ 1, chiếm 23,4% sau mũi 1 và 26,9% sau mũi 2. Đau chỗ tiêm mức độ 2 chỉ chiếm 0,4% sau mũi 1 và 1,1% sau mũi 2. Chỉ có duy nhất một trường hợp đau tại chỗ tiêm mức độ 3 và hai người đỏ tại chỗ tiêm. Tuy nhiên đều đã giảm nhanh sau 2 ngày. Nhạy cảm nhẹ tại chỗ tiêm chiếm 14-15%, mức trung bình chỉ có 4%. Trong khi đó nếu so sánh với các loại vaccine đã cấp phép như là Moderna thì tỷ lệ đau tại chỗ sau tiêm khá cao khi chiếm đến 86,9% sau tiêm mũi 1 và 89,9% sau khi tiêm mũi 2. Ở vaccine AstraZeneca có tỷ lệ 67% và tỷ lệ này ở Pfizer là 84%. Riêng về tỷ lệ mệt mỏi sau tiêm, chỉ có 9,4% người tham gia tiêm Nanocovax bị mệt mỏi sau tiêm mũi 1, giảm xuống còn 8,3% sau mũi 2, trong khi tỷ lệ này ở vaccine AstraZeneca là 70%, ở Pfizer là 63% và ở Moderna là 68,5%. Đặc biệt, phản ứng sốt nhẹ sau tiêm mũi 1 Nanocovax chỉ có 1 trường hợp chiếm 0,2% và 6 trường hợp sau tiêm mũi 2 chiếm 1,1% và duy nhất 1 trường hợp sốt cao. Ngoài ra, gần đây Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Viết Lượng, Chính ủy Học viện Quân y, đơn vị trực tiếp tham gia nghiên cứu, thử nghiệm vaccine Nanocovax cũng đã chia sẻ rằng, tại thời điểm đạt đỉnh là ngày thứ 42 sau tiêm, thì vaccine Moderna có mức tăng 5,19 lần, trong khi đó vaccine Nanocovax của Việt Nam có mức tăng lên đến 10,74 lần, 60,47 U trên ml, so với 5,63 U trên ml. Qua đó, nhóm nghiên cứu đã vui mừng kết luận rằng vaccine Nanocovax có tính an toàn, ít tác dụng phụ hơn những loại vaccine nổi tiếng trên thế giới. Và dựa trên những kết quả đáng mừng mà Nanocovax đạt được, trong cuộc trao đổi mới đây với kênh báo chí, giáo sư tiến sĩ Trương Việt Dũng, Chủ tịch Hội đồng Đạo đức Quốc gia trong nghiên cứu y sinh học, đã có những chia sẻ đặc biệt về vaccine Nanocovax như sau. Tôi không hiểu tại sao lại ghi nhận ít tác dụng phụ nguy hiểm thế, thậm chí an toàn hơn các loại đang tiêm. Chúng ta đang tiến nhanh đến những bước cuối cùng để đến vạch đích thành công. Không để mọi người phải chờ đợi quá lâu, thì mới đây vào 17:45 chiều ngày 18 tháng 9, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia đã chính thức thông qua báo cáo nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giữa kỳ giai đoạn 3 của vaccine Nanocovax. Qua đó, Hội đồng Đạo đức
đánh giá vaccine Việt Nam là đạt được những yêu cầu về an toàn và tính sinh miễn dịch. Theo quy định, trong vòng 3 ngày kể từ khi Hội đồng Đạo đức thông qua báo cáo đánh giá thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 hoặc báo cáo giữa kỳ vaccine trong nước sản xuất, Hội đồng Tư vấn cấp phép thuốc và vaccine của Bộ Y tế sẽ họp, xem xét trước khi đề nghị Bộ Y tế ra quyết định cấp phép khẩn cấp vaccine. Vì vậy, hiện tại bộ hồ sơ, dữ liệu của vaccine Nanocovax đã được chuyển sang Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc để đánh giá. Tuy nhiên, các bạn không cần phải lo lắng xem Nanocovax có được thông qua hay không, vì trước đó, vào ngày 14 tháng 9, tại cuộc họp về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, thử nghiệm lâm sàng, sản xuất thuốc, vaccine phòng COVID-19, ông Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế cho biết, dự kiến đến cuối năm 2021 sẽ có kết quả phục vụ đăng ký lưu hành vaccine phòng COVID-19 trong nước và ít nhất sẽ có một vaccine sản xuất trong nước được cấp phép lưu hành. Như vậy không còn lâu nữa, vaccine Nanocovax sẽ chính thức được lưu hành trên toàn quốc và thậm chí là xuất khẩu sang các thị trường quốc tế. Đây sẽ không chỉ là những mục tiêu trên giấy nữa, mà chính các nhà lãnh đạo cũng đã ngầm thừa nhận về vấn đề này. Do đó, trước tình hình dịch bệnh đang vô cùng căng thẳng này, người dân không nên nôn nóng quá mức nếu như chưa được tiêm vaccine, vì chắc chắn nhà nước sẽ không bỏ rơi bạn đâu. Hãy cố chờ đợi, vì sắp tới chúng ta sẽ có vaccine ngừa COVID-19 nội địa đầu tiên. Còn các bạn thì sao? Các bạn có tin tưởng vào vaccine Nanocovax do công ty Nanogen sản xuất hay không? Hãy để lại suy nghĩ của các bạn ở dưới phần bình luận để chúng ta cùng thảo luận thêm nhé! Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy chia sẻ video này của iVietnam đến với mọi người nhé! Hãy nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của chúng mình. Và ở những video tiếp theo, các bạn muốn iVietnam thảo luận về vấn đề gì nào? Đừng quên gợi ý cho chúng mình trong phần bình luận phía dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!